Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Nghĩ làm video này là muốn chia sẻ một vài điều những gì mà Nghĩa đã đạt được, từ khi mà tham gia vào câu lạc bộ We Talk. We là chúng ta và Talk là cùng được nói, có nghĩa là ở nơi đây thì chúng ta cùng nhau tỏa sáng. Có hay không mọi người? Thì đầu tiên Nghĩa muốn gửi lời biết ơn đến ban tổ chức tạo ra một cái sân chơi cực kỳ tuyệt vời này để cho mọi người cùng rèn luyện với nhau, để cùng đọc sách này, cùng trao những cái giá trị tuyệt vời. Ở đây có rất là nhiều điều tuyệt vời như thế. Và một người Nghĩa muốn cảm ơn, đặc biệt cảm ơn đó là bạn Cẩm Bùi. Cẩm Bùi đã trao những cái giá trị về 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 ứng dụng quyền năng của tiềm thức và chính cái tấm bản đồ cuộc đời riêng mỗi người á, và Nghĩa đã áp dụng nó, đạt được kết quả rất là tốt sau chỉ gần 1 tháng vừa qua tham gia vào câu lạc bộ. Đầu tiên thì buổi sáng chúng ta đã cùng đọc sách với nhau, cùng đọc sách với nhau thì chúng ta sẽ đạt được điều gì? Đạt được những điều đó là mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, và khi chúng ta lắng nghe được nhiều góc nhìn, được từ nhiều người chia sẻ thì chúng ta sẽ mở rộng cái góc nhìn, và khi đó chúng ta sẽ ứng dụng được hiệu quả cao hơn. Và cái mà điều mà cực kỳ quan trọng đó là Cẩm Bùi chia sẻ và đã ứng dụng thành công rồi, với có mà mọi người có đồng ý với Nghĩa là thành công thì nó có công thức đúng không nào? Thì ở đây Cẩm Bùi đã có cái công thức nó của người thành công rồi, với cái ứng dụng quyền năng tiềm thức rồi, thì Cẩm Bùi chia sẻ và Nghĩa đã ứng dụng nó thành công như thế nào, Nghĩa đã cảm giác thấy tự tin hơn. Mọi người thấy có Nghĩa thấy Nghĩa có tự tin không nào? Tự tin hơn rất nhiều và được chia sẻ rất là nhiều điều khi mà mình ứng dụng thành công này. Có một cái môi trường mà rất là nhiều người năng lượng cùng với nhau, và có phải mọi người có đồng ý với Nghĩa là năng lượng tạo nên nội đúng không ạ? Và Nghĩa ứng dụng cho con thì đạt được kết quả rất là cao, các bạn thay đổi tích cực hơn, hợp tác hơn, và các bạn còn biết được cả mục tiêu sống của mình là gì nữa cơ. Cũng như là chính bản thân Nghĩa cũng vậy, Nghĩa đã làm theo cái cách của Cẩm Bùi hướng dẫn, và Nghĩa đã hoàn thành mục tiêu của mình trước cả ngày Nghĩa đặt ra mục tiêu. Và một điều Nghĩa cảm giác thấy vô cùng yêu luôn, đó là sự kết nối giữa hai vợ chồng Nghĩa và ông xã Nghĩa. Trong một cái thời gian khá ngắn, Nghĩa cài đặt lại nha mọi người, cài đặt những cái điều mình mong muốn. Thì ông xã Nghĩa đã, với Nghĩa có cái sự kết nối rồi, là Nghĩa cùng mong muốn ở chồng mình, cùng đọc sách với mình này, cùng làm việc này, các kiểu với mình. Thì trước đây thì cũng được, nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra. Mọi người có thấy vi diệu không nào? Nếu như mọi người thấy những cái điều tuyệt vời đó có thể giúp ích được cho mọi người, thì mọi người hãy cùng nhau tham gia vào trong cái câu lạc bộ We Talk này nha, để chúng ta cùng cùng tạo cùng cùng đọc sách này, cùng nghe Cẩm Bùi chia sẻ, và chúng ta cùng nhau ứng dụng để tạo ra những kết quả. Bởi vì sao? Cuộc sống là hạnh phúc và thịnh vượng. Nếu như bạn chọn cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng thì hãy đến với câu lạc bộ nha. Xin chào.